世界上唯一不变的就是一切都在变。世界上唯一不变的就是一切都在变。Trên đời có một điều duy nhất không biến đổi, đó là tất cả đều đang biến đổi. Đúng vậy, dòng sông đang chảy, hoa nở rồi tàn, trái đất vẫn đang quay không ngừng. Biến đổi chính là vĩnh hằng. Nếu có một phân tử nào không biến đổi, có lẽ vũ trụ này sẽ sụp đổ ngay lập tức. 世界上唯一不变的就是一切都在变。人生没有彩排，每一天都是现场直播。人生没有彩排，每天都是现场直播。Đời người không có cơ hội để diễn tập, mỗi ngày đều là truyền hình trực tiếp. Những gì đã qua không thể nào quay lại được, có chăng chỉ là trong ký ức của ta mà thôi. Vậy nên hãy trân trọng từng phút giây đang sống. Dù có thế nào thì buổi truyền hình trực tiếp vẫn là chân thực, sống động nhất. 人生没有彩排，每天都是现场直播。我们走得太快，灵魂都跟不上了。我们走得太快，灵魂都跟不上了。Chúng ta đi nhanh quá, cả linh hồn cũng không theo kịp. Câu nói này xuất phát từ một truyền thuyết. Có một bộ lạc nọ thường xuyên di chuyển chỗ ở. Trên đường di chuyển, họ có một tập quán bất di bất dịch, đó là cứ đi được 2 ngày đường thì họ dừng chân nghỉ ngơi 1 ngày. Có người không hiểu lý do vì sao không đi một mạch đến nơi. Người thủ lĩnh già của bộ lạc mới giải thích rằng: chúng ta đi nhanh quá thì linh hồn sẽ theo không kịp. Một ngày nghỉ ngơi là để chờ đợi linh hồn. Mỗi người chúng ta đều đang đi trên hành trình của chính mình, dù phải gấp gáp đến mấy cũng nhớ dành một chút thời gian để chờ đợi linh hồn mình đi cùng. Nếu đi vội quá thì chúng ta sẽ trông như một cái xác không hồn mất. Đó cũng là lý do vì sao chữ mãn, bận rộn, gồm một chữ tâm, xin là tâm hồn, và một chữ vong, quãng là mất. Sự bận rộn gấp gáp khiến cho ta đánh mất cả linh hồn mình. 我们走得太快，灵魂都跟不上了。人生就像一杯茶，不会苦一辈子，但总会苦一阵子。人生就像一杯茶，不会苦一辈子，但总会苦一阵子。Đời người cũng như một tách trà, sẽ không khổ cả một đời, nhưng cũng phải khổ một hồi. Nhiều người thích uống trà chính là vì thích cái vị chát đắng của trà. Mà cái hay nằm ở chỗ, vị đắng đó ngấm vào lưỡi một hồi, tự nhiên ta cảm thấy một vị ngọt rất trong lành. Ví cuộc sống như một ly trà, quả thực là không còn gì hợp lý bằng. Tiền khổ hậu điềm, đó mới là cái đẹp của nhân sinh. Nhân sinh 就像一杯茶，不会苦一辈子，但总会苦一阵子。时间就像一张网，你撒在哪里，你的收获就在哪里。时间就像一张网，你撒在哪里，你的收获就在哪里。Thời gian cũng như một tấm lưới, bạn bỏ lưới ở đâu, nơi đó sẽ cho bạn thu hoạch. Tấm lưới thời gian của chúng ta là có hạn và rất nhỏ bé giữa biển cả bao la. Trước khi bỏ lưới, ngư phu phải cất công tìm hiểu kỹ chỗ nào tập trung nhiều tôm cá. Bỏ lưới đúng chỗ thì mới mong có được một mẻ đầy khoang. Đừng dùng quá nhiều thời gian vào những việc vô bổ. Nếu không, việc qua rồi nhìn lại thì ngày đã xế chiều. 时间就像一张网，你撒在哪里，你的收获就在哪里。每个人出生的时候都是原创，可悲的是，
很多人渐渐都成了盗版。每个人出生的时候都是原创，可悲的是很多人渐渐都成了盗版。Mỗi người khi sinh ra đều là một nguyên tắc. Điều đáng buồn là rất nhiều người đã dần dần trở thành những bản sao. Đấng tạo hóa sinh ra muôn loài vạn vật, mà không có vật nào giống vật nào, không người nào giống người nào. Mỗi chúng ta đều là tác phẩm độc nhất vô nhị của Ngài. Ngoại hình không giống nhau, suy nghĩ càng không giống nhau. Nếu chúng ta, dù vô tình hay cố ý, trở thành một bản sao của người khác, là đã bỏ quên giá trị vô giá của sinh mệnh rồi. Mỗi người sinh ra đều là một bản sao của người khác. Nhưng khổ sở là, nhiều người dần dần trở thành một bản sao. 做与不做的最大区别是，后者拥有对前者的评论权。做与不做的最大区别是，后者拥有对前者的评论权。Làm và không làm, khác biệt lớn nhất là người không làm lại có quyền bình phẩm về người làm. Mới nghe qua thì thấy câu nói này có vấn đề. Trên đời sao lại có bất công như vậy? Người không làm thì có tư cách gì mà đánh giá kẻ chịu làm, dám làm? Nhưng nhìn vào thực tế thì sự vô lý này lại đang diễn ra hàng ngày, nhất là khi truyền thông và mạng xã hội phổ biến như hiện nay. Chỉ những người làm mới biết cái khó, cái khổ bên trong sự việc. Những người không làm chỉ nhìn kết quả mà tự cho mình cái quyền bình phẩm đánh giá người khác. Cho nên thay vì đánh giá, chỉ trích sai lầm của ai đó, ta chỉ nên suy ngẫm, thấu hiểu và rút ra bài học cho chính mình mà thôi. 做与不做的最大区别是，后者拥有对前者的评论权。年轻时候拍下许多照片摆在客厅给别人看，等到老了才明白，照片是拍给自己看的。年轻时候拍下许多照片摆在客厅给别人看，等到老了才明白，照片是拍给自己看的。Thời còn trẻ chụp rất nhiều ảnh, nhưng ở phòng khách cho người khác xem. Đến khi già rồi mới hiểu ra, chụp ảnh là để tự mình xem. Lúc còn trẻ, con người chúng ta thường hay quan tâm đến đánh giá của người khác, muốn khoe với người khác những điều về mình qua những bức ảnh đẹp. Nhưng người xem ảnh không thể có được cái cảm xúc thật của người trong ảnh được, vì họ chỉ ngắm nhìn mà không trải qua khoảnh khắc ấy được. Hãy tận hưởng cuộc sống và sống thật tốt. Đừng sống vì đánh giá của người khác. Để cuối đời, ta có một tập ảnh đẹp trong hồi ức. 年轻时候拍下许多照片摆在客厅给别人看，等到老了才明白，照片是拍给自己看的。天使之所以会飞，是因为他们把自己看得很轻。天使之所以会飞，是因为他们把自己看得很轻。Sở dĩ thiên thần biết bay là vì họ rất xem nhẹ chính mình. Trong đời này chúng ta ai ai cũng muốn mình trở nên quan trọng. Lời nói của mình phải có cân nặng hơn người khác. Lợi ích của mình phải được đặt lên trên trước. Chúng ta cho rằng như thế là bền vững. Có ngờ đâu, đó chỉ là những hòn đá nặng trì kéo tâm hồn ta, cầm tù chính mình mà không hay. Hãy xem nhẹ mình một chút. Hãy đặt người bên cạnh lên trước. Nếu không, dù là có đôi cánh lớn như thiên thần, bạn cũng không thể nào nâng mình lên khỏi mặt đất. Thiên sử chứ sử dị hội phê, sử yên vệ, thá mình bà tự dị, khăn đỡ hẳn chinh. 低头要有
勇气。抬头要有底气。低头要有勇气，抬头要有底气。cúi đầu cần có dũng khí, ngẩng đầu cần có tự tin. Con người không ai là hoàn mỹ, khi mắc phải sai lầm, thiếu sót thì nên thừa nhận. Đôi khi thừa nhận khuyết điểm của chính mình không phải là dễ, đó là khi chúng ta không đủ dũng khí để hạ mình. Dám thừa nhận khuyết điểm, dù điều đó đáng xấu hổ đến mấy, thì đó là biểu hiện của lòng dũng cảm. Có dũng khí để nhận thiếu sót thì mới có đủ tự tin để ngẩng đầu với thiên hạ. Tự tin không phải vì mình giỏi giang hơn người, mà là vì mình dám đối diện với chính mình. Đi thổ, yào yếu dũng chi. Thái thổ, yào yếu tỉ chi. Rú của, xua, vỏ, tổng tơ đạo lý, bị bế rần, đô y điển, nà sư, yên vệ, vỏ phàn đơ chô ụ, bị bế rần, đô y điển. Rú gò sô, vỏ tổng đơ đạo lý, bị bế rần đô y điển, nà sư yên vệ, vỏ phàn đơ chô ụ, bị bế rần đô y điển. Nếu nói rằng tôi hiểu biết nhiều hơn người khác một chút, đó là vì lỗi lầm mà tôi mắc phải nhiều hơn người khác một chút. Thất bại là mẹ thành công, thất bại là bài học. Nếu có một thành công nào mà không đến từ thất bại, đó không phải là thành công thật sự, mà nó là mầm móng của một thất bại lớn hơn mà thôi. 如果说我懂的道理比别人多一点, 那是因为我犯的错误比别人多一点。 有人 能 让 你 痛 苦 说 明 你 的 修 行 还 不 够 有 人 能 让 你 痛 苦 说 明 你 的 修 行 还 不 够 Ai đó có thể khiến bạn đau khổ, chứng tỏ sự tu dưỡng của bạn vẫn chưa đủ. Chúng ta thường nói, ai đó đã sai, sai lầm của họ khiến tôi đau khổ. Như vậy là ta đã trao quyền quyết định cuộc sống của mình cho người đó, nhưng lại không cho họ quyền sống theo ý họ. Đó là một sự mâu thuẫn hiển nhiên mà ta không nhận ra. Vì thiếu sáng suốt mà ta ngộ nhận, chứ làm gì có ai có thể làm cho ta đau khổ được. Người khác chỉ có thể nhắc bạn rằng bạn chưa đủ trí tuệ. Mỗi chúng ta cần phải tu dưỡng tâm hồn mình cho sáng suốt. Chỉ có ánh sáng của tâm hồn mới đủ hóa giải mọi vô minh, mọi đau khổ. 有人能让你痛苦, 说明你的修行还不够. 如果我能够看到自己的背影, 我想他一定很忧伤, 因为我把快乐都留在了 前面. 如果我能够看到自己的背影, 我想他一定很忧伤, 因为我把快乐都留在了前面. Nếu tôi có thể nhìn thấy bóng mình từ đằng sau, chắc hẳn là nó rất buồn thảm, bởi vì tôi đã đặt hết niềm vui ra trước mặt rồi. Hãy quên đi những chuyện buồn, để lại nó sau lưng, nhìn về phía trước và vui lên. Đây có vẻ là một cách xử lý nỗi buồn rất tích cực, rất lạc quan yêu đời. Nhưng nên nhớ rằng, nếu bạn bỏ lại nỗi buồn sau lưng, nó sẽ không biến mất, mà bạn sẽ phải cõng nó đi suốt hành trình, cho dù cố không nhìn vào nó. Nỗi buồn chỉ đáng sợ khi chúng ta chạy trốn nó. Nếu một ngày nào đó bạn nhìn lại chuyện buồn trong quá khứ, bạn không thấy nó đáng buồn nữa, mà chỉ còn thấy biết ơn, đó là lúc bạn đã trưởng thành hơn. 如果我能够看到自己的背影, 我想他一定很忧伤, 因为我把快乐都留在了前面. 废话是人际关系的第一句. 废话是人际关系的第一句.
Lời nói sáo rỗng là câu đầu tiên trong quan hệ xã giao. Giỏi ăn nói sẽ có được cả thiên hạ. Những người có tài ăn nói thì quan hệ rất rộng. Có điều, đạt được thiên hạ rồi, rốt cuộc trong đó được mấy người tri âm tri kỷ. Không phải người trong thiên hạ vô tình, mà vì lời nói của mình chỉ ở chót lưỡi đầu môi làm vui tai mà thôi. Nên muốn đổi lại chân tình thì đừng dùng những phế thoại sáo rỗng, mà nên nói lời từ trái tim. Phê hòa sự rảnh gì quan xì tờ tỷ y chuyện. Yêu mộ 就是一个人想哭的时候，还有笑的性质。幽默就是一个人想哭的时候，还有笑的性质。Hài hước là khi ai đó muốn khóc mà vẫn có tâm trạng để cười. Vì sao từ hài hước trong tiếng Hán lại được gọi là u mặt? Yêu mùa. Nếu phân tích mặt chữ u mặt có nghĩa là trầm tĩnh suy tư, chẳng có liên quan gì đến cười đùa cả. Bởi vì u mặt không phải là chọc cười bình thường, mà đó là nụ cười xuất phát khi ta đau khổ nhất. Cười trên nỗi đau của người khác là vô tâm, còn cười trên nỗi đau của chính mình mới là cái cười thấm thía cuộc đời, mới là vô mùa. Ta thường nghe câu là cực sinh bi, thực ra có một bí mật ngược lại, đó là bi cực sinh lạc. Yêu mộ 就是一个人想哭的时候还有笑的性质。我们身边重要的人越来越少，而留在身边的人越来越重要。我们身边重要的人越来越少，而留在身边的人越来越重要。Những người quan trọng bên cạnh ta càng lúc càng ít đi, còn những người ở bên cạnh ta càng lúc càng quan trọng. Hay nói cách khác, người quan trọng đối với mình rất là ít, chúng ta nên biết trân trọng. Có những người ta cho là quan trọng, nhưng rồi họ sẽ bỏ ta ra đi. Có những người mà ta chưa nhận ra tầm quan trọng của họ, nhưng sau cùng, họ vẫn ở lại bên cạnh ta. Họ chính là những người quan trọng nhất. Mỗi người chúng ta ở giữa cuộc đời như cánh bèo trôi nổi trên sông. Có duyên gặp nhau thì nên trân trọng. 我们身边重要的人越来越少，而留在身边的人越来越重要。心若没有栖息的地方，到哪里都是在流浪。心若没有栖息的地方，到哪里都是在流浪。Trái tim nếu không có một nơi để trú chân, dù đến đâu cũng vẫn là lưu lạc. Nơi trú chân của con người là một ngôi nhà. Nơi trú chân của trái tim là gì? Đó là sự bình yên. Sự bình yên không ai có thể cho ta được, ta cũng không thể tìm thấy ở đâu khác ngoài tâm hồn mình. Ta tưởng rằng sẽ có một ngôi nhà, một miền đất mà mình có thể sống yên ổn, không rầu lo. Nhưng ta sẽ chỉ mãi tìm kiếm và lưu lạc khắp nơi, cho đến khi nào nhận ra nơi trú chân nằm ở trong tim mình. Xin, 若没有栖息的地方，到哪里都是在流浪。爱情不是轰轰烈烈的誓言，而是平平淡淡的陪伴。爱情不是轰轰烈烈的誓言，而是平平淡淡的陪伴。Tình yêu không phải là lời thề non hẹn biển, mà là bên nhau trong bình dị đời thường. Tình yêu có muôn ngàn định nghĩa, mà mỗi định nghĩa đều chỉ là một mặt phiến diện, giống như là thầy bói xem voi vậy, không thể nào nắm bắt được nó. Bởi vậy, người ta cố gắng dùng những danh từ mỹ lệ nhất, dùng những giai điệu cuốn hút nhất, những màu sắc rực rỡ nhất để vẽ nên hình bóng của nó. Nhưng có vẻ như tất cả họ đều thất bại. Ngược lại, có những con người không gọi nó bằng danh từ tình yêu,
Họ chỉ biết nhìn nhau, cười, nắm tay nhau cho đến cuối đời. 爱情不是轰轰烈烈的誓言, 而是平平淡淡的陪伴。 朋友就是把你看透了, 还能喜欢你的人。 朋友就是把你看透了, 还能喜欢你的人。 Bạn bè là người đã nhìn rõ bản chất của bạn mà vẫn có thể yêu quý bạn. Với một ai đó khi mới tiếp xúc, ta thường chỉ thấy họ toàn là ưu điểm. Sau một thời gian kết giao, ta sẽ ít nhiều phát hiện ra nhiều điều không tốt nơi họ. Bản thân ta trong mắt những người bạn cũng y như vậy. Chỉ cần thật lòng đối đãi với nhau, đã là bạn bè thì đều có thể bao dung nhau được. Và chỉ có như thế mới thật sự là bạn bè. 朋友就是把你看透了,还能喜欢你的人。你若安好,便是晴天。你若安好,便是晴天。 Nếu người bình yên thì là nắng đẹp. Chỉ cần thấy những người yêu thương của mình được hạnh phúc, yên ổn, thì trong lòng mình tỏa nắng mừng vui.